chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì Dược liệu Hòa Bình của em Ngọc thì rất là vui được quay trở lại để giới thiệu và chia sẻ tới mọi người, tới chị em những cái sản phẩm dược liệu tốt. Đấy thì ở cái thời gian trước ấy, thì có khá là nhiều chị em phụ nữ thì hay có nhắn tin và gọi cho bên Dược liệu Hòa Bình của mình hỏi là có cái sản phẩm dược liệu nào để giúp hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt không? Đấy, hoặc là những người mà bị thông kinh, tắc kinh, đấy, hành kinh hoặc là hormone hay là nội tiết tố nó bị suy giảm không? Đấy, thì ngày hôm nay em Ngọc vừa đi đóng hàng về nhưng mà khá là bận, nhưng mà em Ngọc sẽ cố gắng là quay và truyền tải tới chị em phụ nữ để cho chị em nắm bắt được thông tin và có thể mua được một cho mình một cái dược liệu dùng cho nó tốt cho những cái bệnh đó, và được cái dược liệu nó mang lại hiệu quả và an toàn tự nhiên trong cái quá trình sử dụng nhé. Đấy mọi người nhá, đây là một túi điều hòa kinh nguyệt này. Đấy, mọi người có thể quan sát đây nhá. Đấy nhá, một túi này là khối lượng là 1 kg. Đấy, và trong này thì có một số các thành phần dược liệu cực kỳ tốt cho chị em phụ nữ về kinh nguyệt. Đấy, như là bao gồm có này, cỏ máu này. Đấy, thứ nhất cỏ máu nhá, thứ hai là có đinh lăng này, thứ ba là có ích mẫu này, thứ tư là có lạc tiên này, ngải cứu này. Đấy, như thế nhá, và một số những cái vị thuốc nam khác nó ở trong này khá là nhiều. Đấy, nhưng mà những đấy là cái thành phần chính mà mình muốn giới thiệu với mọi người nhá. Đấy, thì cái công dụng của cái sản phẩm điều hòa kinh nguyệt lá nam này thì nó có những cái tác dụng rất là tốt mà đa phần là dùng cho chị em phụ nữ là nhiều. Thứ nhất là chống viêm này, hành kinh rối loạn ở tuổi tiền mãn kinh, ở phụ nữ sau sinh, kinh nguyệt không đều ở tuổi dậy thì này. Đấy, giúp chị em là cân bằng cái lượng hormone trước và sau khi chu kỳ kinh nguyệt. Đấy, giúp lưu thông máu, điều hòa kinh nguyệt, giảm bụng đau kinh, đau lưng. Đấy, hạn chế các cơn co thắt tử cung này, làm ấm nóng, tán hàn, tiêu đầy và đấy, và giúp thông mạch rất là tốt. Những chị em phụ nữ mà hành kinh khó này, bị thông kinh, tắc kinh đấy, và chị em hay bị mệt mỏi, bốc hỏa trong người là những cái biểu hiện mà bệnh của phụ nữ đấy, thì chị em có thể sử dụng cái sản phẩm dược liệu này để có tác dụng tốt trong cái việc là giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị cực kỳ tốt nhé mọi người nhé. Đấy, tức là chị em nào mà đang có nhu cầu cần mua hoặc là sử dụng cái sản phẩm lá nam để tốt cho cái điều hòa kinh nguyệt thì chị em có thể tham khảo sản phẩm này, và nếu chị em cần mua thì có thể liên hệ trực tiếp với em Ngọc nhé, hoặc là đến trực tiếp tại cửa hàng thì em Ngọc sẽ bán và gửi hàng để cho chị em có thể nắm bắt và mua được cái sản phẩm tốt và chất lượng tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì em Ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.